chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay là ngày 7 tháng 2 2022, nhằm ngày mùng 7 Tết, thì Cuộc Hệ Thống Miền Tây cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và bây giờ theo dõi bản tin tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau: số ca mắc trong ngày 10 ca, cộng dồn với thời điểm hiện tại là 32.312 ca. Cụ thể ở các huyện Trần Đề là có 6.121 ca, huyện Cái Sách có 4.719 ca, thành phố Sóc Trăng có 3.892 ca, thị xã Vĩnh Châu có 2.723 ca, huyện Châu Thành có 3.287 ca, huyện Mỹ Tú có 3.021 ca, huyện Thành Trị có 2.185 ca, huyện Long Phú có 1.742 ca, huyện Mỹ Xuyên có 1.408 ca, thị xã Cả Năm có 1.322 ca, huyện Cù Lao Dung có 892 ca. Số ca khỏi bệnh trong ngày 90 ca, cộng dồn đến hiện tại là 31.415 ca. Số ca tử vong trong ngày 1 ca, cộng dồn đến hiện tại là 591 ca. Số bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế là 108 ca. Số bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại nhà là 198 ca. Tiêm ngừa vaccine phòng chống COVID-19, dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm được một mũi đạt 100%. Dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi đạt 99,6%. Dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm 3 mũi hay mũi nhắc lại là 72,4%. Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm 1 mũi đạt 100%. Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm 2 mũi đạt 98,5%. Rồi bây giờ Cuộc Sống Miền Tây cũng xin tạm dừng bản tin tối nay. Xin chúc quý cô chú, anh chị và các bạn một buổi tối cuối tuần thật vui vẻ. Và hãy đón xem những tin tiếp của Cuộc Sống Miền Tây. Nếu có hay, hữu ích, hãy đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ cho mọi người cùng xem. Xin mến chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những bản tin sau của mình. Xin tạm biệt.